Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị. Hôm nay thì bên em về thêm một chiếc xe Lexus NX300. Chiếc này là sản xuất năm 2020, màu trắng, nội thất màu nâu, biển số Hà Nội 30G335.03. Chiếc xe này thì mới chạy được có 11.000 km thôi, còn khá là mới. Mọi người lưu ý hộ em nhé, đây là bản NX300 chứ không phải bản RX đâu ạ. NX nhá, NX300. Mới chạy có 11.000 km thôi, xe còn khá là mới. Đây là một chiếc thu nhỏ RX350 thu nhỏ. Đó, nó là bản nhỏ của RX350. Chiếc xe này của em thì đăng ký cá nhân biển Hà Nội, một chủ sùng từ đầu. Mới thay dầu có một lần tại Lexus Thăng Long thôi ạ. Thay dầu lần đầu ở 10.000 km. Hiện tại thì xe chạy được 11.000. Xe thì còn khá là mới. NX300. Phần cốp thì được chủ xe lắp thêm một cái bộ thảm 3D nữa ở phía sau. Đó. Đây thì cốp để đồ khá là rộng rãi để cho mọi người, cho gia đình để đồ đi du lịch. Lốp zin theo xe và không hề bị chém xước gì cả. Sơn zin của chiếc xe này còn khoảng tầm 95% ạ. Sơn zin khoảng 95%. Đó, khá là mới. Ghế hàng ghế sau cũng được chỉnh điện ạ. Đó, rất là thoải mái, đều được chỉnh bằng điện hết ạ. Chiếc này thì xe nhỏ gọn hơn chiếc RX350. Nếu như quý anh chị nào cần một chiếc xe nhỏ gọn hơn thì có thể tham khảo chiếc xe này. Nó gọn gàng hơn RX350 và tất nhiên giá thì rẻ hơn rất là nhiều. Tiết kiệm được khá là nhiều so với mua mới và định chọn lên RX350. Ở đây thì được giữ nguyên cái ni lông ngay từ cái thời điểm đầu mua xe. Đó. Toàn bộ chiếc xe này thì còn rất mới và còn nguyên bảo hành hãng đến cuối năm 2023 luôn. Đó. Máy của Lexus thì nổ rất là êm, khả năng vận hành êm ái và nhẹ nhàng, đơn giản, cũng như là sử dụng động cơ rất là nổ, rất là tròn máy. Điều hòa thì lạnh rất là sâu, cộng với lại loa ổn và những cái option xung quanh cũng khá là ok. Cho nên là những chiếc xe Lexus thường xuyên là được rất là nhiều quý anh chị quan tâm cũng như là lựa chọn dòng xe này. Ngoài ra ở chiếc Lexus này còn được sử dụng phông tiếng Việt, rất là dễ dàng sử dụng cho quý anh chị nào muốn cài đặt hay là dùng các option của xe. Ở đây thì có cảnh báo điểm mù chân gương, khi chúng ta có xe vượt thì họ sẽ báo lên gương cho mình biết. Và có mở cốp điện này, đèn auto này, và chỉnh ghế hàng ghế sau ở đây luôn. Đó, có đèn auto, gạt mưa auto, và tất nhiên là có gãy số vô lăng rồi ạ. Các cái phím chỉnh ở đây. Đó, ga tự động cruise control, có phanh khoảng cách, cảnh báo lệch làn. Đó, đầy đủ, không thiếu tính năng nào quả. Đó, có thêm cửa sổ trời, trần xe thì còn sáng và sạch, đầy đủ, không thiếu tính năng nào cả. Ở đây thì có chuột cảm biến và có các chế độ lái. Đó, cần số đây. Đó, nguyên zin nguyên bản. Xe của em hiện tại thì chạy được 11.302 km ạ. Đó, thật sự là còn rất rất mới cho chiếc xe này. Hiện tại thì chiếc Lexus NX300 sản xuất năm 2020, màu trắng, nội thất màu nâu, chạy 11.000 km của bên em đang được bán với giá là 2.690.000.000. 2.690.000.000 quý vị và anh chị nhé. Nếu như anh chị có nhu cầu mua chiếc xe này có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại em đang để trên màn hình, hoặc là inbox em trực tiếp qua Zalo, Facebook cá nhân của em với tên là Song Thảo để có thể thương lượng và trao đổi về giá cả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.